loại củ thần kỳ ngọt mát, bổ dưỡng, ngang nhân sâm, giá rẻ, bất ngờ tại chợ Việt Nam. Xin chào quý vị khán giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá một loại thực phẩm được xem là bổ dưỡng ngang nhân sâm, nhưng lại có mặt khắp khu chợ với mức giá vô cùng bình dân. Đó chính là củ sâm đất, hay còn được gọi là khoai sâm hoặc hoàng xin cô. Đây là loại củ có nguồn gốc từ các vùng núi cao ở miền Bắc Việt Nam, được biết đến với những lợi ích sức khỏe tuyệt vời, có giá trị không kém gì nhân sâm trong y học cổ truyền. Củ sâm đất có hình dạng và kích thước giống với củ khoai lang, vỏ ngoài màu nâu hoặc vàng nhạt, bên trong có thịt trắng giòn và hương vị ngọt mát tự nhiên, dễ ăn. Chính nhờ hương vị dễ chịu, loại củ này rất phù hợp để chế biến thành nhiều món ăn khác nhau như luộc, hấp, nấu canh hoặc thậm chí ăn sống như một món ăn nhẹ. Củ sâm đất còn là một thực phẩm dân dã nhưng chứa nhiều giá trị dinh dưỡng cao, đặc biệt phù hợp với nhiều lứa tuổi, từ trẻ nhỏ cho đến người cao tuổi. Trong y học cổ truyền cũng như các nghiên cứu hiện đại, củ sâm đất được đánh giá cao về mặt dinh dưỡng. Loại củ này chứa một lượng lớn vitamin, khoáng chất và chất xơ, đặc biệt là inulin, một loại chất xơ hòa tan có lợi cho hệ tiêu hóa và điều hòa đường huyết. Inulin có khả năng giúp giảm thiểu đường trong máu, điều chỉnh sự hấp thụ đường của cơ thể, đặc biệt tốt cho những người mắc bệnh tiểu đường và cao huyết áp. Ngoài ra, củ sâm đất còn chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ chức năng gan. Các vitamin nhóm B có trong loại củ này cũng góp phần cải thiện chức năng thần kinh và giảm thiểu căng thẳng, mệt mỏi. Một nghiên cứu gần đây cũng chỉ ra rằng, việc tiêu thụ củ sâm đất thường xuyên có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch, thể bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây bệnh từ bên ngoài. Đặc biệt, khoáng chất như sắt, canxi và magie trong củ sâm đất cũng giúp duy trì sự khỏe mạnh của xương và tim mạch. Củ sâm đất không chỉ có giá trị dinh dưỡng cao mà còn mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, được ví như nhân sâm giá rẻ với những tác dụng tuyệt vời sau. 1. Hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Củ sâm đất được biết đến như một thực phẩm có khả năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết hiệu quả nhờ vào thần đặc biệt là FOS. FOS là một loại chất xơ prebiotic không tiêu hóa được ở dạ dày và ruột non, nhưng là nguồn thức ăn lý tưởng cho các lợi khuẩn đường ruột. Điều này không chỉ giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, mà còn gián tiếp kích thích tuyến tụy sản xuất insulin, hormone quan trọng giúp điều chỉnh lượng đường trong máu. Sau đây là cách FOS hỗ trợ kiểm soát đường huyết, giảm hấp thụ glucose vào máu. Một trong những cơ chế quan trọng mà FOS giúp kiểm soát đường huyết là làm chậm quá trình hấp thụ glucose đường vào máu. Khi ăn củ sâm đất chứa FOS, chất này không bị phân giải nhanh chóng như đường thông thường, thay vào đó nó giảm tốc độ hấp thụ glucose vào máu, giúp ngăn ngừa sự tăng đột biến của lượng đường sau bữa ăn. Điều này rất có lợi cho những người mắc tiểu đường hoặc những người cần kiểm soát lượng đường trong máu. Tăng cường sản xuất insulin. Bên cạnh việc làm chậm hấp thụ glucose, FOS còn giúp tuyến tụy sản xuất nhiều insulin hơn, một hormone đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển glucose từ máu vào tế bào. Nhờ đó, cơ thể có thể sử dụng đường hiệu quả hơn, giúp giảm và duy trì mức đường huyết ổn định. Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng đối với người bị tiểu đường loại 2, vì việc thiếu hụt hoặc giảm hiệu quả của insulin là nguyên nhân chính dẫn đến sự rối loạn đường huyết. Hỗ trợ lợi khuẩn và hệ vi sinh đường ruột, FOS là prebiotic, nghĩa là nó tạo môi trường thuận lợi cho lợi khuẩn đường ruột phát triển. Những lợi khuẩn này có khả năng chuyển hóa FOS thành axit béo chuỗi ngắn, giúp hỗ trợ quá trình trao đổi chất và điều hòa lượng đường trong cơ thể. Nhờ vậy, cơ thể giảm bớt được sự tích tụ glucose dư thừa trong máu và duy trì sự ổn định lâu dài cho chức năng đường huyết. Giảm dự trữ glucose trong gan. Một số nghiên cứu còn chỉ ra rằng FOS có khả năng giúp giảm dự trữ glucose trong gan. Bằng cách này, cơ thể ít bị quá tải glucose từ gan giải phóng vào máu, giúp ngăn chặn các đợt tăng đường huyết đột ngột. Đây là một lợi ích quan trọng đối với người mắc bệnh tiểu đường và những người có nguy cơ cao bị rối loạn đường huyết. Cải thiện sự nhạy cảm insulin. Một nghiên cứu khác cho thấy, việc tiêu thụ FOS có thể giúp cải thiện độ nhạy cảm insulin, giúp cơ thể sử dụng insulin hiệu quả hơn. Khi cơ thể nhạy cảm với insulin, nó có khả năng vận chuyển glucose từ máu vào tế bào tốt hơn, từ đó hạ đường huyết và giữ cho lượng đường huyết luôn ổn định. Điều này đặc biệt hữu ích cho những người bị kháng insulin, một yếu tố phổ biến gây ra tiểu đường loại 2, giảm nguy cơ biến chứng do tiểu đường. Việc sử dụng củ sâm đất chứa FOS không chỉ giúp kiểm soát lượng đường trong máu mà còn có thể ngăn ngừa biến chứng liên quan đến tiểu đường như biến chứng tim mạch, suy thận và tổn thương thần kinh.
Nhờ việc điều hòa lượng glucose và insulin, củ sâm đất góp phần bảo vệ cơ thể khỏi những biến chứng này một cách hiệu quả. Để hỗ trợ kiểm soát đường huyết, quý vị có thể, bạn có thể gọt vỏ củ sâm đất và ăn sống như một loại trái cây giải khát. Nhờ vị ngọt mát tự nhiên, củ sâm đất dễ ăn và không cần chế biến cầu kỳ. Củ sâm đất có thể được sử dụng trong các món canh, luộc hoặc hấp, giúp bạn dễ dàng kết hợp vào chế độ ăn uống hàng ngày mà không làm mất đi các giá trị dinh dưỡng. Ngoài ra, bạn có thể ép nước củ sâm đất để uống mỗi ngày, cung cấp dinh dưỡng và chất xơ cho cơ thể, đồng thời hỗ trợ kiểm soát đường huyết hiệu quả. 2. Tốt cho hệ tiêu hóa. Củ sâm đất không chỉ là một loại thực phẩm bổ dưỡng mà còn mang lại nhiều lợi ích vượt trội cho hệ tiêu hóa nhờ hàm lượng chất xơ dồi dào và các chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Chất xơ trong củ sâm đất hoạt động như một chất xúc tác nhẹ nhàng, giúp kích thích nhu động ruột, cải thiện quá trình tiêu hóa và ngăn ngừa các vấn đề phổ biến như táo bón. Đồng thời, các chất chống oxy hóa có trong loại củ này giúp bảo vệ niêm mạc dạ dày và đường ruột, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả và bền vững. Công dụng của chất xơ trong củ sâm đất đối với hệ tiêu hóa cụ thể như sau. Kích thích nhu động ruột. Chất xơ là một phần quan trọng trong chế độ ăn uống lành mạnh, đặc biệt là với hệ tiêu hóa. Củ sâm đất chứa hàm lượng lớn chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan, cả hai đều đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường nhu động ruột. Chất xơ hòa tan giúp làm mềm thức ăn và tạo điều kiện thuận lợi để thức ăn di chuyển qua ruột một cách dễ dàng hơn, giảm thiểu nguy cơ tắc nghẽn và táo bón. Chất xơ không hòa tan hoạt động như một loại chất kích thích tự nhiên, giúp đẩy nhanh quá trình tiêu hóa và loại bỏ chất thải ra khỏi cơ thể. Nhờ đó, hệ tiêu hóa không phải làm việc quá sức, giúp ngăn ngừa các tình trạng như khó tiêu, đầy bụng và cảm giác nặng nề sau bữa ăn. Ngăn ngừa táo bón. Táo bón là một trong những vấn đề tiêu hóa phổ biến hiện nay, đặc biệt là với những người có chế độ ăn ít chất xơ hoặc ít vận động. Chất xơ dồi dào trong củ sâm đất giúp hút nước vào ruột, làm tăng khối lượng phân, giúp phân dễ dàng di chuyển qua hệ tiêu hóa và thoát ra ngoài một cách tự nhiên. Điều này không chỉ giảm thiểu khả năng bị táo bón mà còn giúp duy trì sức khỏe đường ruột lâu dài. Thường xuyên bổ sung củ sâm đất vào bữa ăn sẽ giúp bạn tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa, cải thiện tình trạng táo bón mà không cần sử dụng thuốc nhuận tràng hoặc các phương pháp điều trị khác. Bảo vệ niêm mạc dạ dày và ngăn ngừa viêm loét, không chỉ chứa chất xơ, củ sâm đất còn là nguồn cung cấp dồi dào các chất chống oxy hóa như flavonoid và polyphenol, giúp bảo vệ niêm mạc dạ dày khỏi các tác nhân gây hại. Những chất chống oxy hóa này giúp trung hòa các gốc tự do, nguyên nhân chính gây tổn thương niêm mạc dạ dày và viêm loét dạ dày. Nhờ vào cơ chế bảo vệ này, củ sâm đất không chỉ giúp giảm nguy cơ viêm loét dạ dày mà còn giúp phục hồi niêm mạc khi bị tổn thương, tạo điều kiện cho hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru và khỏe mạnh. Đây là một lợi ích đặc biệt quan trọng cho những người có tiền sử viêm loét dạ dày, trào ngược dạ dày hoặc hội chứng ruột kích thích. Tăng cường sức khỏe hệ vi sinh đường ruột. Củ sâm đất còn chứa phto-oligosaccharide, một loại prebiotic rất tốt cho hệ tiêu hóa. FOS không bị tiêu hóa trong dạ dày hay ruột non, nhưng lại là nguồn thức ăn lý tưởng cho các lợi khuẩn đường ruột. Khi các lợi khuẩn được nuôi dưỡng tốt, chúng sẽ phát triển mạnh mẽ, giúp cân bằng hệ vi sinh trong đường ruột và ngăn ngừa sự phát triển của các vi khuẩn có hại. Điều này không chỉ cải thiện sức khỏe đường ruột mà còn hỗ trợ hệ miễn dịch tổng thể của cơ thể. Nhờ đó, hệ tiêu hóa trở nên khỏe mạnh hơn, tránh được các tình trạng như rối loạn tiêu hóa, viêm nhiễm và các bệnh lý về đường ruột. Giảm nguy cơ mắc các bệnh tiêu hóa khác. Việc bổ sung củ sâm đất vào chế độ ăn uống hàng ngày không chỉ giúp cải thiện các vấn đề tiêu hóa hiện tại, mà còn giúp phòng ngừa một số bệnh lý tiêu hóa khác như viêm đại tràng, hội chứng ruột kích thích và ung thư đại tràng. Chất xơ và các chất chống oxy hóa trong củ sâm đất giúp loại bỏ chất thải và độc tố tích tụ trong đường ruột, giảm nguy cơ tổn thương và đột biến tế bào, nguyên nhân chính gây ung thư. Bên cạnh đó, FOS và các lợi khuẩn mà nó nuôi dưỡng cũng giúp tăng cường hệ miễn dịch trong đường ruột, ngăn ngừa sự phát triển của các vi khuẩn và tế bào bất thường. 3. Củ sâm đất hỗ trợ giảm cân. Củ sâm đất nổi bật với hàm lượng calo thấp nhưng lại cực kỳ giàu chất xơ, điều này khiến nó trở thành một lựa chọn lý tưởng cho những người đang trong quá trình kiểm soát cân nặng và giảm cân. Chất xơ trong củ sâm đất không chỉ giúp tạo cảm giác no lâu mà còn có khả năng kiểm soát khẩu phần ăn, điều hòa tiêu hóa và duy trì mức năng lượng ổn định, từ đó hỗ trợ việc giảm cân một cách hiệu quả và bền vững.
Một trong những yếu tố quan trọng giúp củ sâm đất trở thành thực phẩm hỗ trợ giảm cân chính là hàm lượng calo thấp mà nó cung cấp. Mặc dù chứa ít calo, loại củ này vẫn mang lại một lượng chất dinh dưỡng phong phú bao gồm vitamin, khoáng chất và đặc biệt là chất xơ. Khi bạn ăn củ sâm đất, bạn không chỉ nạp vào cơ thể năng lượng sạch, không gây tăng cân, mà còn giúp cơ thể tiếp nhận dinh dưỡng cần thiết để duy trì các hoạt động sống một cách hiệu quả. Chất xơ là thành phần quan trọng trong củ sâm đất, giúp tạo cảm giác no lâu, từ đó giúp giảm cảm giác thèm ăn. Khi tiêu thụ củ sâm đất, chất xơ sẽ giãn nở trong dạ dày, tạo cảm giác đầy bụng và giúp bạn cảm thấy no lâu hơn. Điều này giúp bạn kiểm soát khẩu phần ăn một cách tự nhiên, hạn chế việc ăn quá nhiều hoặc tiêu thụ thực phẩm không cần thiết. Thay vì liên tục cảm thấy đói và cần phải nạp thêm thức ăn, việc ăn củ sâm đất giúp giảm thiểu những cơn thèm ăn, từ đó giúp bạn duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và dễ dàng đạt được mục tiêu giảm cân. Đây là một lợi ích quan trọng đối với những người thường xuyên gặp khó khăn trong việc kiểm soát lượng thức ăn hàng ngày. Ngoài tác dụng tạo cảm giác no lâu, chất xơ trong củ sâm đất còn giúp điều hòa quá trình tiêu hóa và kiểm soát đường huyết. Khi ăn thực phẩm chứa chất xơ như củ sâm đất, quá trình hấp thụ đường vào máu sẽ diễn ra từ từ và ổn định hơn, giúp tránh các đợt tăng giảm đường huyết đột ngột. Điều này cực kỳ quan trọng trong quá trình giảm cân, vì tăng giảm đường huyết đột ngột thường dẫn đến cảm giác đói và thèm ăn không kiểm soát. Khi lượng đường huyết ổn định, cơ thể không chỉ duy trì được năng lượng bền vững, mà còn giúp bạn hạn chế những cơn đói bất chợt, yếu tố gây khó khăn lớn cho những người đang cố gắng giảm cân. Chất xơ trong củ sâm đất không chỉ giúp tạo cảm giác no lâu, mà còn hỗ trợ quá trình tiêu hóa một cách hiệu quả. Chất xơ giúp thúc đẩy nhu động ruột, giúp thức ăn di chuyển dễ dàng hơn qua hệ tiêu hóa và giảm thiểu tình trạng táo bón, một vấn đề thường gặp khi thay đổi chế độ ăn uống để giảm cân. Ngoài ra, việc tiêu thụ chất xơ giúp đẩy nha trình trao đổi chất, một yếu tố quan trọng giúp đốt cháy năng lượng dư thừa. Khi quá trình tiêu hóa diễn ra trơn tru và trao đổi chất tăng cường, cơ thể bạn sẽ chuyển hóa mỡ thừa thành năng lượng hiệu quả hơn, từ đó đẩy nhanh quá trình giảm cân. Một yếu tố quan trọng khác của củ sâm đất trong việc hỗ trợ giảm cân là khả năng ngăn ngừa tích tụ mỡ trong cơ thể. Nhờ lượng chất xơ cao, củ sâm đất giúp cơ thể giảm hấp thụ chất béo và đường, từ đó hạn chế quá trình tích tụ mỡ. Đồng thời, nhờ cung cấp vitamin và khoáng chất, củ sâm đất giúp duy trì khối lượng cơ bắp, một yếu tố quan trọng để giữ cho cơ thể săn chắc trong quá trình giảm cân. Việc giảm tích tụ mỡ và duy trì cơ bắp không chỉ giúp bạn giảm cân mà còn giúp nâng cao sức khỏe tổng thể, giúp bạn cảm thấy năng động, tràn đầy năng lượng và khỏe mạnh hơn trong suốt hành trình giảm cân. Với lượng calo thấp nhưng chất dinh dưỡng cao, củ sâm đất trở thành một thực phẩm hoàn hảo cho những người muốn giảm cân mà vẫn đảm bảo đủ năng lượng để hoạt động. Thay vì tiêu thụ những thực phẩm giàu calo rỗng như đồ ăn nhanh hay thực phẩm chế biến sẵn, việc bổ sung củ sâm đất vào chế độ ăn hàng ngày sẽ giúp bạn giảm thiểu lượng calo dư thừa, từ đó hỗ trợ quá trình đốt cháy mỡ thừa một cách hiệu quả. Tốt cho tim mạch, củ sâm đất không chỉ là một nguồn thực phẩm dinh dưỡng mà còn được coi là một người bảo vệ thầm lặng cho sức khỏe tim mạch. Loại củ này chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ hệ thống tim mạch bằng cách giảm thiểu các yếu tố gây hại cho mạch máu và tim. Việc tiêu thụ củ sâm đất thường xuyên có thể góp phần quan trọng trong việc giảm cholesterol xấu, ngăn ngừa xơ vữa động mạch và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch nguy hiểm như đột quỵ và nhồi máu cơ tim. Trong củ sâm đất có một lượng lớn các chất chống oxy hóa như flavonoid, polyphenol và vitamin C. Những chất chống oxy hóa này có khả năng vô hiệu hóa các gốc tự do, vốn là những phân tử không ổn định được tạo ra trong quá trình trao đổi chất của cơ thể. Các gốc tự do có thể gây tổn thương tế bào và mạch máu, góp phần làm gia tăng mức cholesterol xấu trong máu, dẫn đến xơ vữa động mạch và tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Chất chống oxy hóa hoạt động như những chiến binh giúp bảo vệ màng tế bào, ngăn chặn sự oxy hóa của cholesterol xấu. Khi mức cholesterol xấu bị oxy hóa, chúng có xu hướng tích tụ trên thành mạch máu, hình thành màng bám và gây xơ cứng động mạch. Tình trạng này có thể dẫn đến tắc nghẽn mạch máu, giảm lượng máu cung cấp cho tim và não, làm tăng nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim. Nhờ chứa nhiều chất chống oxy hóa, củ sâm đất giúp ngăn chặn quá trình oxy hóa cholesterol, từ đó làm giảm sự hình thành màng bám
và bảo vệ mạch máu khỏi các tổn thương do gốc tự do gây ra. Một lợi ích lớn của việc tiêu thụ củ sâm đất thường xuyên là khả năng giúp giảm cholesterol xấu và tăng cường cholesterol tốt. Cholesterol xấu là một trong những nguyên nhân chính gây xơ vữa động mạch, trong khi đó, cholesterol tốt giúp loại bỏ cholesterol dư thừa khỏi mạch máu, ngăn ngừa tình trạng tắc nghẽn. Nghiên cứu chỉ ra rằng, những loại chất xơ hòa tan có trong củ sâm đất không chỉ giúp làm chậm quá trình hấp thụ cholesterol từ thực phẩm, mà còn kích thích quá trình loại bỏ cholesterol ra khỏi cơ thể thông qua mật. Điều này giúp hạ thấp mức cholesterol LDL trong máu, giảm nguy cơ hình thành mảng bám trên thành động mạch, từ đó ngăn ngừa các bệnh lý tim mạch như nhồi máu cơ tim, đột quỵ và cao huyết áp. Xơ vữa động mạch là tình trạng thành mạch máu bị dày lên do sự tích tụ của mảng bám cholesterol và mỡ thừa. Các mảng bám này làm hẹp lòng động mạch, cản trở sự lưu thông máu và gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như tăng huyết áp, đột quỵ và suy tim. Khi động mạch trở nên cứng và hẹp do xơ vữa, tim phải làm việc nhiều hơn để bơm máu, dẫn đến tăng áp lực lên hệ thống tim mạch, dễ dẫn đến biến chứng. Củ sâm đất chứa chất xơ hòa tan và chất chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa sự hình thành các mảng bám này, bảo vệ thành động mạch khỏi tổn thương và hỗ trợ lưu thông máu. Bên cạnh đó, việc loại bỏ cholesterol LDL và duy trì cholesterol HDL trong cơ thể cũng góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch và ngăn ngừa tắc nghẽn động mạch. Ngoài việc hỗ trợ giảm cholesterol, củ sâm đất cũng có tác dụng điều hòa huyết áp, một yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ tim mạch. Những người bị cao huyết áp có nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch cao hơn do áp lực trong mạch máu gây tổn thương cho các mạch máu nhỏ và thành động mạch, từ đó làm tăng khả năng đột quỵ và nhồi máu cơ tim. Nhờ vào các chất dinh dưỡng và chất xơ trong củ sâm đất, loại củ này giúp điều hòa mức huyết áp ổn định hơn, ngăn ngừa tình trạng tăng huyết áp quá mức. Điều này giúp giảm áp lực lên tim, giúp tim không phải làm việc quá sức để bơm máu, từ đó bảo vệ sức khỏe tim mạch. Đột quỵ và nhồi máu cơ tim là hai trong những biến chứng nghiêm trọng nhất của bệnh tim mạch. Đột quỵ xảy ra khi lưu lượng máu đến não bị gián đoạn do tắc nghẽn mạch máu, trong khi nhồi máu cơ tim xảy ra khi máu không đủ cung cấp cho một phần của tim, khiến phần mô tim bị tổn thương hoặc chết. Cả hai tình trạng này đều có thể dẫn đến tàn tật hoặc thậm chí tử vong nếu không được xử lý kịp thời. Củ sâm đất nhờ hàm lượng cao chất chống oxy hóa và chất xơ giúp ngăn ngừa sự hình thành mảng bám trong mạch máu, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng tắc nghẽn mạch máu, từ đó giảm nguy cơ xảy ra các biến chứng nguy hiểm này. Chất xơ giúp giảm cholesterol LDL, đồng thời chất chống oxy hóa bảo vệ mạch máu khỏi những tổn thương do gốc tự do gây ra. Sự kết hợp giữa chất chống oxy hóa và chất xơ trong củ sâm đất không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch trong ngắn hạn, mà còn có tác dụng duy trì sức khỏe tim mạch lâu dài. Bằng cách ngăn ngừa xơ vữa động mạch, điều hòa huyết áp và duy trì cholesterol ổn định, củ sâm đất giúp bảo vệ hệ thống tim mạch của bạn khỏi các nguy cơ mãn tính, góp phần giúp tim hoạt động hiệu quả hơn và khỏe mạnh theo thời gian. 5. Chống lão hóa. Củ sâm đất không chỉ là một loại thực phẩm bổ dưỡng mà còn có tác dụng tuyệt vời trong việc chống lão hóa nhờ hàm lượng vitamin C và các chất chống oxy hóa cao. Những chất chống oxy hóa trong củ sâm đất hoạt động như những vệ sĩ mạnh mẽ, giúp bảo vệ làn da khỏi sự tấn công của các gốc tự do, những phân tử không ổn định có khả năng gây tổn thương tế bào và đẩy nhanh quá trình lão hóa. Quá trình lão hóa tự nhiên của làn da chịu ảnh hưởng lớn từ các gốc tự do. Những phân tử được tạo ra từ các tác nhân môi trường như tia UV, ô nhiễm, căng thẳng và chế độ ăn uống không lành mạnh. Các gốc tự do gây tổn thương cho tế bào da, làm suy yếu cấu trúc collagen và elastin, hai thành phần chính giúp làn da luôn săn chắc và đàn hồi. Khi collagen bị phá hủy, da sẽ xuất hiện các dấu hiệu lão hóa sớm như nếp nhăn, vết chân chim và da chảy xệ. Chất chống oxy hóa trong củ sâm đất, đặc biệt là vitamin C, có khả năng trung hòa các gốc tự do, ngăn chặn chúng gây hại cho tế bào da. Nhờ đó, củ sâm đất giúp làm chậm quá trình lão hóa, bảo vệ làn da khỏi các dấu hiệu lão hóa sớm và duy trì làn da tươi trẻ lâu hơn. Vitamin C là một trong những chất chống oxy hóa quan trọng nhất có trong củ sâm đất. Không chỉ giúp tăng cường hệ miễn dịch, vitamin C còn đóng vai trò thiết yếu trong việc kích thích sản xuất collagen, một loại protein quan trọng giúp làn da duy trì độ đàn hồi và săn chắc. Khi cơ thể có đủ collagen, da sẽ trở nên mịn màng, đàn hồi tốt hơn và ít xuất hiện các nếp nhăn. Ngoài ra, vitamin C còn giúp làm sáng da nhờ khả năng ức chế quá trình sản sinh melanin, sắc tố gây ra vết thâm và tàn nhang.
việc bổ sung vitamin C qua củ sâm đất giúp làm đều màu da, giảm vết thâm và tăng độ rạng rỡ cho làn da, mang lại làn da tươi trẻ và sáng mịn hơn. Củ sâm đất chứa polyphenol và các chất chống oxy hóa khác, giúp thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào da. Khi tế bào da bị tổn thương do các tác động từ môi trường hoặc tia UV, chất chống oxy hóa trong củ sâm đất sẽ giúp kích thích tái tạo tế bào, đồng thời loại bỏ tế bào chết, giúp da luôn tươi mới và rạng rỡ. Tăng cường tái tạo tế bào không chỉ giúp làn da duy trì sự mềm mịn, mà còn làm giảm thiểu các vết sẹo và vết thâm do mụn để lại, từ đó cải thiện tổng thể vẻ ngoài của làn da. Đồng thời, quá trình tái tạo tế bào cũng giúp làn da phục hồi nhanh chóng sau các tổn thương và duy trì sự trẻ trung lâu dài. Các nếp nhăn, vết chân chim và đường nhăn trên da là những dấu hiệu rõ ràng nhất của lão hóa. Sự xuất hiện của các dấu hiệu này thường do sự suy giảm collagen và elastin trong cấu trúc da, khiến da mất đi độ đàn hồi và dễ bị nhăn nheo. Nhờ chứa các chất chống oxy hóa, đặc biệt là vitamin C, củ sâm đất, giúp ngăn chặn quá trình phá hủy collagen và duy trì cấu trúc da khỏe mạnh, từ đó ngăn ngừa sự xuất hiện của nếp nhăn và vết chân chim. Khi làn da được bảo vệ và nuôi dưỡng đúng cách, các dấu hiệu lão hóa sẽ xuất hiện chậm hơn, giúp bạn duy trì làn da mịn màng, săn chắc và tươi trẻ lâu dài. Ngoài việc giúp chống lão hóa từ bên trong, củ sâm đất còn có khả năng bảo vệ da khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường như tia UV, khói bụi và ô nhiễm không khí. Nhờ chứa các chất chống oxy hóa như polyphenol và flavonoid, củ sâm đất giúp tạo ra một hàng rào bảo vệ tự nhiên trên da, giúp da chống lại sự tấn công của các yếu tố gây hại từ bên ngoài. Khi làn da được bảo vệ khỏi các tác nhân này, quá trình lão hóa da sẽ bị kìm hãm, giúp làn da khỏe mạnh, ít bị khô, nứt nẻ và tránh được sự tổn thương do ô nhiễm môi trường gây ra. Củ sâm đất còn chứa nhiều khoáng chất và chất xơ giúp cải thiện độ ẩm cho da, giúp da luôn mịn màng và không bị khô. Đặc biệt vào mùa khô hanh, việc bổ sung củ sâm đất vào chế độ ăn uống giúp giữ cho da luôn mềm mại, ngăn ngừa tình trạng da khô, nứt nẻ và mất nước. Việc duy trì độ ẩm tự nhiên cho da là một trong những yếu tố quan trọng giúp ngăn ngừa lão hóa sớm, giúp da luôn căng mịn, phê, tươi trẻ và rạng rỡ. Ngoài ra, củ sâm đất còn mang lại một số tác dụng khác đáng chú ý, bao gồm cải thiện hệ miễn dịch. Nhờ chứa nhiều vitamin C và các chất chống oxy hóa, củ sâm đất giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh. Điều này đặc biệt hữu ích trong việc phòng ngừa cảm cúm, nhiễm trùng và giúp cơ thể hồi phục nhanh hơn sau khi mắc bệnh. Hỗ trợ sức khỏe xương. Củ sâm đất chứa các khoáng chất như canxi, phốt pho và magie, giúp cải thiện sức khỏe xương và ngăn ngừa loãng xương. Việc bổ sung củ sâm đất vào chế độ ăn uống có thể giúp duy trì khối lượng xương và tăng cường độ chắc khỏe của xương, đặc biệt là đối với người lớn tuổi. Hỗ trợ sức khỏe gan. Củ sâm đất có khả năng giúp giải độc gan nhờ chứa các chất chống oxy hóa giúp thanh lọc cơ thể và loại bỏ độc tố tích tụ trong gan. Điều này góp phần giúp gan hoạt động hiệu quả hơn và ngăn ngừa các bệnh gan như gan nhiễm mỡ hay viêm gan. Giảm mệt mỏi và cải thiện năng lượng. Củ sâm đất cũng biết đến với khả năng cải thiện năng lượng và giảm mệt mỏi nhờ chứa vitamin nhóm B và các khoáng chất. Những chất này giúp cơ thể chuyển hóa dinh dưỡng thành năng lượng, từ đó giúp bạn cảm thấy tỉnh táo và có sức sống hơn trong suốt ngày dài. Với tất cả những lợi ích này, củ sâm đất không chỉ giúp cải thiện sức khỏe tổng thể, mà còn mang lại những tác dụng lâu dài cho hệ miễn dịch, xương, gan và năng lượng hàng ngày. Quý vị thân mến, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi video này. Hy vọng những thông tin chia sẻ sẽ hữu ích cho quý vị trong việc nâng cao sức khỏe và cải thiện chất lượng cuộc sống. Kính chúc quý vị luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và an lành. Đừng quên bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất. Quý vị thân mến, quý vị vừa xem xong chương trình trên kênh Sức khỏe cổ xưa. Mời quý vị xem tiếp một nội dung khác ngay sau đây. Hai loại hạt này là thủ phạm gây ung thư, độc hơn cả đồ ăn nhanh hay thịt nướng. Nhiều người thường ăn mà không hề hay biết. Xin chào quý vị. Các loại hạt có giá trị dinh dưỡng cao và là món ăn khoái khẩu của nhiều người, nhưng với hai loại này lại là cấm kỵ. Bên cạnh việc là một món ăn ngon được ưa thích, các loại hạt còn là một nguồn thực phẩm dinh dưỡng cho sức khỏe con người. Các món như hạt điều, hạt óc chó, quả phỉ, hạt bí chứa các dưỡng chất đa dạng và có thể ăn hàng ngày. Thế nhưng, các chuyên gia y khoa cảnh báo có hai loại hạt được xác nhận là không những không có lợi
mà còn độc hại, rất cần chú ý. 1. Hạt bị mốc. Các loại hạt bị mốc là một vấn đề nghiêm trọng về an toàn thực phẩm, đặc biệt đối với các món như đậu phộng, hạnh nhân, quả óc chó và các loại hạt dễ bị ẩm khác. Trong quá trình bảo quản và vận chuyển, những thực phẩm này nếu gặp điều kiện không thích hợp như nhiệt độ, độ ẩm quá cao, có thể bị nhiễm các loại nấm mốc như Aspergillus, Aflatoxin và Aspergillus parasiticus. Những loại nấm mốc này sẽ nhân lên điều kiện thích hợp và sinh ra độc tố nấm mốc có độc tính cao như Aflatoxin B1. Aflatoxin B1 là một chất rất nguy hiểm, độc gấp 68 lần arsen và có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho gan. Nó được Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào loại chất gây ung thư loại 1 cho con người. Điều đáng chú ý là bề ngoài của hạt bị mốc có thể không xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường rõ ràng nên khó nhận biết chỉ bằng mắt thường. Khi chúng ta ăn những loại hạt này, thường rất khó phát hiện trước. Vì vậy, khi mua các loại hạt, hãy nhớ chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và mua ở các kênh chính thức như siêu thị lớn hoặc các cửa hàng có thương hiệu uy tín. Đồng thời, bạn cũng cần chú ý đến ngày sản xuất và hạn sử dụng của sản phẩm để tránh mua phải sản phẩm đã quá hạn. Bên cạnh đó, người dùng nên chú ý kiểm tra xem bao bì có còn nguyên vẹn hay không và tránh mua sản phẩm có bao bì bị hư hỏng. Ngoài ra, nếu thấy giá sản phẩm quá thấp hoặc màu sắc bất thường thì bạn cũng nên cảnh giác và không nên mua. 2. Các loại hạt được chế biến quá kỹ. Hiện nay trên thị trường, các sản phẩm hạt có thể được chế biến đa dạng như làm thành kẹo, kem, nướng muối. Một lượng lớn đường, muối, bơ thực vật và các gia vị khác thường được thêm vào trong quá trình chế biến. Mặc dù những gia vị này có thể làm cho các loại hạt ngon hơn, nhưng ăn quá nhiều chúng sẽ không tốt cho sức khỏe của bạn. Ví dụ như với đường, chế độ ăn nhiều đường dễ dẫn đến béo phì và tăng nguy cơ ung thư vú, ung thư tuyến tụy và các bệnh khác. Ăn quá nhiều muối thì có liên quan chặt chẽ đến ung thư dạ dày, ung thư thực quản và các bệnh khác. Ngoài ra, còn có một số loại sản phẩm yêu cầu nhiệt độ cao trong quá trình chế biến như khi rang, chiên, nướng. Mặc dù chế biến ở nhiệt độ cao có thể làm cho hạt giòn hơn, nhưng cũng có thể khiến chất dinh dưỡng trong hạt bị hư hỏng. Tệ hơn nữa, nhiệt độ cao còn có thể tạo ra các chất có hại như acrylamide. Acrylamide là chất được cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế xếp vào loại chất gây ung thư loại 2A và có liên quan đến ung thư phổi, ung thư bàng quang và các bệnh khác. Khi ăn các loại hạt, chúng ta nên cố gắng chọn những loại nguyên bản, không thêm bất kỳ hương liệu nào. Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý đến lượng hạt ăn vào. Mặc dù bản thân các loại hạt rất tốt cho sức khỏe, nhưng chúng cũng chứa nhiều calo. Nếu ăn quá nhiều, chúng ta sẽ dễ dàng tăng cân hoặc thừa chất. Trong trường hợp bình thường, chuyên gia khuyến cáo mỗi ngày chỉ nên ăn một nắm nhỏ, khoảng 30 gram là đủ. Bên cạnh đó, hãy nhớ bảo quản các loại hạt bạn mua về ở nơi thoáng mát, khô ráo và đảm bảo không bị ẩm ướt. Nếu bạn thấy các loại hạt có mùi hoặc màu sắc bất thường, hãy ngừng ăn chúng. Thưa quý vị, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường tiêu thụ rất nhiều loại thực phẩm khác nhau mà không biết rằng một số trong chúng có thể ẩn chứa những nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe. Đặc biệt, hai loại hạt trên mà nhiều người thường xuyên sử dụng trong bữa ăn hàng ngày lại có thể là thủ phạm gây ra các bệnh ung thư, thậm chí còn độc hại hơn cả đồ ăn nhanh hay thịt nướng. Sự nguy hiểm của chúng không phải lúc nào cũng được mọi người nhận thức rõ ràng, khiến cho việc tiêu thụ trở nên phổ biến mà không hề có sự cảnh giác. Để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, mỗi người chúng ta cần trở nên tỉnh táo hơn trong việc lựa chọn thực phẩm. Hãy đọc kỹ nhãn mác, tránh sử dụng các sản phẩm có dấu hiệu mốc hoặc đã được tẩm ướp quá nhiều gia vị và chất bảo quản. Phần tiếp theo video hôm nay, mời quý vị tham khảo qua 5 loại hạt trái cây là khắc tinh của tế bào ung thư. Khi ăn hoa quả, nhiều người có thói quen vứt bỏ hạt mà không hề biết chúng có rất nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Dưới đây là các loại hạt trái cây không nên bỏ khi ăn. 1. Hạt bơ. Hạt bơ rất giàu chất chống oxy hóa và kali, đặc biệt chứa lượng chất xơ hòa tan nhiều hơn bất kỳ thực phẩm nào. Hạt bơ có chứa hơn 70% các chất chống oxy hóa trong toàn bộ trái bơ, giúp giảm cholesterol, ngăn ngừa bệnh tim mạch và đột quỵ. Họ cũng giúp làm giảm viêm trong đường ruột. Các chất chống oxy hóa trong hạt bơ kích thích quá trình tự diệt của tế bào ung thư cũng như ức chế sự tăng trưởng tế bào ung thư. 2. Hạt lê.
Hạt lê vô cùng nhỏ và mềm, vậy nên có thể bạn sẽ không thể biết được liệu bạn có ăn hay không. Tương tự như táo, hạt lê chứa một lượng nhỏ cyanua, nhưng nếu ăn với lượng nhỏ, sẽ không ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Hạt lê chứa nhiều chất chống oxy hóa và axit béo cần thiết hơn là cyanua. Theo các chuyên gia sức khỏe, vì hạt lê quá nhỏ nên bạn có thể ăn 8 quả lê cả hạt mà không hề bị ảnh hưởng. 3. Hạt đu đủ. Hạt đu đủ thường được tiêu thụ bởi những người sống ở các vùng nhiệt đới để giúp ngăn chặn sự phá hoại ký sinh trùng trong cơ thể. Hạt đu đủ chứa một loại enzyme phân giải protein papain, một loại enzyme giúp hỗ trợ trong việc tiêu hóa. Loại hạt này cũng chứa hợp chất alkaloid anthelmintic, hay còn gọi là carpein, giúp tiêu diệt giun sán và amip. Hạt đu đủ có chứa hợp chất glucosinolate lợi, hợp chất hữu cơ chứa lưu huỳnh và nitơ, gọi glucotropaeolin, khi chuyển hóa trong cơ thể tạo ra hợp chất isothiocyanate, chống lại các thành phần gây độc, các chất gây ung thư. 4. Hạt các loại quả họ cam quýt. Tất cả các hạt trái cây này đều an toàn khi ăn. Trong hạt, những quả này có chứa một lượng nhỏ acid salicylic, thành phần chính trong thuốc aspirin. Vì vậy, nếu ăn cũng sẽ không gây ảnh hưởng xấu. Những loại hạt này có tác dụng chữa ho, chữa táo bón rất hiệu quả. 5. Hạt dưa hấu. Những hạt này có chứa lượng kẽm cực cao, quy định hơn 100 loại enzyme khác nhau trong cơ thể và là rất quan trọng đối với chức năng miễn dịch. Thật không may, khoáng chất này không được lưu trữ trong cơ thể của bạn trong thời gian dài, để đảm bảo rằng bạn nhận được nhiều kẽm trong chế độ ăn hàng ngày là rất quan trọng. Hạt dưa hấu cũng có chứa nhiều axit amin, arginin, giúp điều hòa huyết áp và điều trị bệnh tim mạch vành. Chúng cũng rất giàu vitamin B, niacin cũng như các khoáng chất, magie hơn 80% dân số thiếu. Thiếu vitamin và khoáng chất có thể gây ung thư. Thưa quý vị, dinh dưỡng có vai trò quan trọng trong phòng ngừa và điều trị ung thư. Sự thiếu hụt một số vitamin, khoáng chất có liên quan đến việc tăng nguy cơ ung thư. Ung thư là một căn bệnh phức tạp được đặc trưng bởi sự tăng trưởng và tăng sinh tế bào không kiểm soát được, chịu ảnh hưởng bởi sự kết hợp của các yếu tố di truyền, môi trường và lối sống. Thiếu hụt một số dưỡng chất có thể làm tăng nguy cơ ung thư. 1. Thiếu vitamin C có liên quan đến nhiều loại ung thư khác nhau. Vitamin C còn được gọi là acid ascorbic, là một loại vitamin tan trong nước có đặc tính chống oxy hóa mạnh, đóng một vai trò quan trọng trong việc tổng hợp collagen, chữa lành vết thương và chức năng miễn dịch. Thiếu vitamin C làm giảm khả năng phòng vệ chống oxy hóa, dẫn đến tăng căng thẳng oxy hóa và tổn thương DNA, có thể thúc đẩy sự phát triển ung thư. Vitamin C cần thiết cho chức năng miễn dịch. Sự thiếu hụt có thể làm giảm khả năng giám sát miễn dịch chống lại các tế bào ung thư, ảnh hưởng đến quá trình methyl hóa DNA và sửa đổi histone, có thể ảnh hưởng đến kiểu biểu hiện gen, liên quan đến sự phát triển và tiến triển của bệnh ung thư. Lượng vitamin C hấp thụ thấp hơn có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc một số bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư thực quản, dạ dày và phổi. 2. Thiếu vitamin A có thể gây ung thư dạ dày. Vitamin A là vitamin tan trong chất béo cần thiết cho thị lực, chức năng miễn dịch và sự biệt hóa tế bào. Retinoids, dạng hoạt động của vitamin A, điều chỉnh biểu hiện gen, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của tế bào và quá trình tự hủy. Thiếu vitamin A làm ảnh hưởng đến chức năng miễn dịch, làm giảm khả năng xác định và loại bỏ tế bào ung thư của cơ thể. Retinoids có liên quan đến việc điều chỉnh các quá trình biệt hóa tế bào. Sự thiếu hụt vitamin A có thể dẫn đến sự tăng trưởng và tăng sinh tế bào. Ngoài ra, thiếu vitamin A có thể dẫn đến tăng căng thẳng oxy hóa và tổn thương DNA, thúc đẩy sự khởi đầu và tiến triển của bệnh ung thư. Các nghiên cứu đã gợi ý mối liên quan giữa thiếu vitamin A và tăng nguy cơ mắc một số bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư phổi, thực quản và dạ dày. 3. Thiếu vitamin D có liên quan đến ung thư tuyến tụy. Vitamin D là một loại vitamin tan trong chất béo, đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa canxi, sức khỏe của xương và chức năng miễn dịch. Tình trạng thiếu vitamin D rất phổ biến, ảnh hưởng đến một bộ phận đáng kể dân số trên toàn thế giới, đặc biệt là ở những vùng hạn chế tiếp xúc với ánh sáng mặt trời hoặc chế độ ăn uống không đầy đủ. Vitamin D điều chỉnh sự tăng sinh, biệt hóa và apoptosis, chết tế bào theo chương trình của tế bào, phát huy tác dụng chống ung thư bằng cách ức chế sự phát triển không kiểm soát của tế bào. Vitamin D điều chỉnh các phản ứng miễn dịch, tăng cường khả năng miễn dịch bẩm sinh
và thúc đẩy hoạt động chống khối u của các tế bào miễn dịch, ức chế sự hình thành các mạch máu mới cung cấp cho khối u, do đó hạn chế sự phát triển và di căn của tế bào ung thư. Một số nghiên cứu đã gợi ý mối liên quan giữa mức vitamin D thấp và tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư khác nhau, bao gồm ung thư vú, tuyến tiền liệt, đại trực tràng và tuyến tụy. 4. Thiếu hụt selen với bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Selenium là một khoáng chất vi lượng có đặc tính chống oxy hóa, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tế bào khỏi tổn thương oxy hóa và hỗ trợ chức năng miễn dịch. Selenium hoạt động như một đồng yếu tố của glutathione peroxidase, các enzyme trung hòa các loại oxy phản ứng OS và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương oxy hóa. Selenium tham gia vào cơ chế sửa chữa DNA, ngăn ngừa các đột biến có thể dẫn đến phát triển ung thư, ảnh hưởng đến chức năng tế bào miễn dịch và sản xuất cytokine, hỗ trợ giám sát miễn dịch chống lại các tế bào ung thư. Thiếu selen có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư khác nhau, bao gồm cả ung thư tuyến tiền liệt, phổi, đại trực tràng và da. Cảnh báo ung thư khởi phát sớm gia tăng ở người trẻ, thưa quý vị. Những người từ 30 đến 39 tuổi có tỷ lệ mắc ung thư tăng cao nhất, và tỷ lệ này tăng ở phụ nữ chứ không phải ở nam giới, một nghiên cứu mới đây cho biết. Một nghiên cứu mới cho thấy rằng tỷ lệ ung thư ở những người dưới 50 tuổi đang gia tăng. Số ca ung thư vú chiếm cao nhất ở người trẻ tuổi và ung thư đường tiêu hóa, bao gồm ung thư ruột kết, có tỷ lệ gia tăng lớn nhất so với bất kỳ loại ung thư nào. Cùng với đó, các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng trong cùng khoảng thời gian từ 2010 đến 2019, tỷ lệ ung thư ở những người từ 50 tuổi trở lên đã giảm xuống. Khi tỷ lệ mắc ung thư khởi phát sớm ngày càng tăng, thì việc chẩn đoán cần được xem xét thích hợp về mặt lâm sàng, ngay cả ở những bệnh nhân dưới 50 tuổi. Nhiều bệnh nhân đã gặp rất nhiều bác sĩ khác nhau trong nhiều tháng chỉ vì điều trị một triệu chứng mà không ai nghĩ đến ung thư. Hầu hết cho rằng bạn còn quá trẻ để mắc bệnh ung thư, vì vậy không thể là ung thư được. Nghiên cứu không chỉ quan trọng trong việc nâng cao nhận thức để không bỏ sót chẩn đoán, mà còn cần tiếp tục nghiên cứu nhiều hơn để tìm hiểu tận cùng nguyên nhân tại sao điều này lại xảy ra. Ung thư khởi phát sớm tăng ở phụ nữ nhưng giảm ở nam giới. Nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu từ năm 2010 đến 2019 của Viện Ung thư Quốc gia để phân tích tỷ lệ mắc ung thư khởi phát sớm nói chung, cũng như các mô hình theo giới tính, nhóm tuổi, chủng tộc và dân tộc. Trong khoảng thời gian 10 năm, tổng số 562.145 người mắc bệnh ung thư khởi phát sớm, ung thư ở những người dưới 50 tuổi, đã được xác định và 62,5% là nữ. Nhìn chung, đã có sự gia tăng 0,74% trong thời gian nghiên cứu, với ung thư khởi phát sớm ở phụ nữ tăng 4,4% nhưng giảm 4,9% ở nam giới. Sự gia tăng ở những phụ nữ trẻ tuổi có thể là do sự gia tăng của bệnh ung thư vú và ung thư tử cung. Riêng năm 2019, ung thư vú có số ca khởi phát sớm cao nhất với 12.649 ca, tiếp đến là ung thư tuyến giáp với 5.869 ca. Ung thư đường tiêu hóa khởi phát sớm phát triển nhanh nhất. Từ năm 2010 đến 2019, tỷ lệ ung thư đường tiêu hóa tăng nhanh nhất trong số tất cả các bệnh ung thư khởi phát sớm, tăng gần 15%. Ngoài ung thư ruột kết, thì ung thư ruột thừa, ống mật trong gan và tuyến tụy có tốc độ phát triển nhanh nhất. Tỷ lệ mắc bệnh tăng cao nhất ở những người từ 30 đến 39 tuổi. Những phát hiện này không chỉ giúp nâng cao nhận thức rằng bệnh ung thư ở những người trẻ tuổi đang gia tăng, mà còn giúp xác định các nhóm có nguy cơ mắc bệnh cao hơn. Ví dụ, những người gốc Á hoặc gốc Tây Ban Nha, nơi có tỷ lệ tăng đột biến cao nhất, có thể được hưởng lợi từ việc tăng cường sàng lọc, các nhà nghiên cứu cho biết. Ung thư ở những người dưới 50 tuổi có xu hướng khó điều trị hơn. Phần lớn là do những bệnh ung thư này được chẩn đoán ở giai đoạn rất muộn, chậm trễ trong điều trị, nên kết quả có xu hướng tồi tệ hơn. Chẩn đoán ung thư ở người trẻ tuổi sẽ mang lại những cú sốc tinh thần có sức tàn phá lớn hơn khi họ đang ở trong giai đoạn sung sức nhất, đặt ra nhiều kỳ vọng mục tiêu nghề nghiệp và cuộc sống gia đình. Những người dưới 50 tuổi có thể gặp nhiều căng thẳng về tài chính hơn và khó cân bằng giữa công việc, cuộc sống và việc điều trị y tế. Họ thường phải đối phó với các tác dụng phụ cấp tính và lâu dài do điều trị,
bao gồm đau và rối loạn chức năng ruột. Nếu bệnh nhân cần xạ trị ung thư trực tràng, sẽ có những lo ngại về khả năng sinh sản, rối loạn chức năng tình dục và quản lý hậu môn giả. Lối sống và việc tiếp xúc sớm với thuốc kháng sinh có thể đóng một vai trò trong bệnh ung thư ở người trẻ tuổi. Cũng có dữ liệu cho thấy việc sử dụng kháng sinh, đặc biệt là trong giai đoạn đầu đời, có thể đóng một vai trò. Việc kê đơn thuốc kháng sinh quá mức có thể có tác động lâu dài đến hệ vi sinh vật và có thể liên quan đến việc khởi phát nhiều bệnh ung thư hơn sau này trong cuộc đời. Phần tiếp theo, mời quý vị theo dõi nội dung 11 dấu hiệu bất thường khi cơ thể thiếu vitamin B12. Thiếu vitamin B12 không chỉ liên quan đến mệt mỏi và suy nhược mà còn biểu hiện theo nhiều cách khác nhau, thường không được chú ý hoặc bị quy nhầm cho các nguyên nhân khác. Vitamin B12 có vai trò quan trọng trong việc duy trì chức năng thần kinh, sản xuất hồng cầu và hỗ trợ tổng hợp DNA. Các triệu chứng thiếu hụt vitamin B12 có thể đa dạng, khó phát hiện, khiến việc chẩn đoán trở nên khó khăn. 1. Thiếu vitamin B12 gây cảm giác kim châm, dị cảm. Một trong những dấu hiệu bất thường của tình trạng thiếu hụt vitamin B12 là cảm giác ngứa gian hoặc châm chích, thường được gọi là dị cảm. Những cảm giác này thường xảy ra ở bàn tay, bàn chân, chân hoặc thậm chí ở mặt. Dị cảm phát sinh do tổn thương thần kinh khi bị thiếu hụt vitamin B12, ảnh hưởng đến các dây thần kinh ngoại biên chịu trách nhiệm về cảm giác. 2. Vấn đề về trí nhớ và suy giảm nhận thức. Mặc dù suy giảm trí nhớ và suy giảm nhận thức thường liên quan đến lão hóa, nhưng chúng cũng có thể là dấu hiệu của sự thiếu hụt vitamin B12. Nghiên cứu cho thấy rằng mức B12 không đủ có thể làm giảm chức năng nhận thức và góp phần gây ra các vấn đề về trí nhớ, nhầm lẫn và khó tập trung. Những triệu chứng này có thể tiến triển theo thời gian nếu tình trạng thiếu hụt vẫn không được giải quyết. 3. Trầm cảm và thay đổi tâm trạng. Các vấn đề về sức khỏe tâm thần bao gồm trầm cảm, lo lắng và thay đổi tâm trạng có thể liên quan đến tình trạng thiếu vitamin B12. B12 đóng vai trò quan trọng trong việc tổng hợp các chất dẫn truyền thần kinh như serotonin và dopamine, giúp điều chỉnh tâm trạng và cảm xúc. Mức B12 không đủ có thể làm gián đoạn quá trình này, dẫn đến rối loạn tâm trạng và các triệu chứng tâm lý. 4. Thay đổi tầm nhìn. Thiếu vitamin B12 có thể ảnh hưởng đến thị lực theo nhiều cách khác nhau, bao gồm mờ hoặc rối loạn thị lực, nhạy cảm với ánh sáng và thậm chí tổn thương thần kinh thị giác trong những trường hợp nghiêm trọng. Dây thần kinh thị giác giúp truyền thông tin thị giác đến não có thể bị tổn hại do thiếu hụt B12, dẫn đến rối loạn thị giác và có thể hồi phục bằng cách điều trị thích hợp. Hồng Crohn 75, viêm lưỡi và loét miệng. Các biểu hiện ở miệng như viêm lưỡi và loét miệng có thể là dấu hiệu thiếu hụt vitamin B12. Những triệu chứng này phát sinh do sự thay đổi trong các mô biểu mô của miệng, do nồng độ B12 không đủ, dẫn đến cảm giác khó chịu, đau đớn và khó ăn hoặc nuốt. 6. Yếu cơ và đi lại khó khăn. Thiếu vitamin B12 có thể ảnh hưởng đến sức mạnh và sự phối hợp của cơ, dẫn đến yếu, cứng hoặc đi lại khó khăn. Những suy giảm vận động này được cho là do tổn thương thần kinh và giảm sản xuất hồng cầu, làm ảnh hưởng đến việc cung cấp oxy đến cơ, ảnh hưởng đến chức năng của chúng và gây ra suy nhược và mệt mỏi. 7. Tim đập nhanh và khó thở. Các triệu chứng tim mạch như tim đập nhanh, nhịp tim nhanh hoặc không đều và khó thở có thể xảy ra ở những người bị thiếu vitamin B12 nghiêm trọng. Việc thiếu B12 làm suy yếu việc sản xuất các tế bào hồng cầu khỏe mạnh, dẫn đến thiếu máu và vận chuyển oxy đến các mô không đủ, có thể biểu hiện là đánh trống ngực và khó thở. 8. Thay đổi tóc và móng. Những thay đổi về sức khỏe tóc và móng, bao gồm rụng tóc, móng giòn và thay đổi kết cấu hoặc màu sắc, có thể là dấu hiệu của tình trạng thiếu vitamin B12. B12 đóng vai trò phân chia và đổi mới tế bào, bao gồm cả các tế bào chịu trách nhiệm cho sự phát triển của tóc và móng. Mức vitamin B12 không đủ có thể làm gián đoạn các quá trình này, dẫn đến những thay đổi rõ rệt về chất lượng tóc và móng. 9. U tai. Chứng u tai đặc trưng bởi cảm nhận được tiếng chuông, tiếng ù hoặc các tiếng động khác trong tai mà không có nguồn bên ngoài, có thể liên quan đến tình trạng thiếu vitamin B12. Mặc dù cơ chế chính xác chưa được hiểu đầy đủ, nhưng người ta tin rằng tổn thương hoặc rối loạn chức năng thần kinh do thiếu B12 có thể góp phần làm phát triển chứng u tai.
10. Vấn đề thăng bằng và phối hợp. Thiếu vitamin B12 có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh, dẫn đến các triệu chứng thần kinh như các vấn đề về thăng bằng và phối hợp. Biểu hiện như gặp khó khăn trong việc duy trì thăng bằng, loạng choạng khi đi bộ hoặc cảm giác quay tròn, chóng mặt. Điều này có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng di chuyển và hoạt động hàng ngày. 11. Giảm ham muốn tình dục và các vấn đề sinh sản. Giảm ham muốn tình dục và các vấn đề về sinh sản, bao gồm vô sinh và kinh nguyệt không đều, có thể xảy ra ở những người thiếu vitamin B12. B12 có liên quan đến việc điều hòa hormone và sức khỏe sinh sản. Nếu thiếu B12, có thể phá vỡ chức năng sinh sản bình thường, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và ham muốn tình dục. Thưa quý vị, nhận diện sớm các dấu hiệu thiếu vitamin B12 là bước quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe tổng thể. Nếu bạn nhận thấy bất kỳ triệu chứng nào trong số những dấu hiệu đã được nêu, hãy không chần chừ tìm kiếm sự tư vấn y tế. Một chế độ ăn uống cân bằng, bổ sung đầy đủ các loại vitamin và khoáng chất cần thiết, cùng với việc điều trị y tế thích hợp có thể giúp bạn nhanh chóng khôi phục và duy trì mức độ vitamin B12 ổn định trong cơ thể. Hãy nhớ rằng, việc chăm sóc sức khỏe là một hành trình liên tục và cần sự chú ý đặc biệt đến những tín hiệu mà cơ thể gửi đến bạn.